Xin chào khán giả của Love Cuisine. Ngày hôm qua Nhi đã hướng dẫn cho mọi người làm bánh tạt mạnh. Không biết là mọi người đã làm thành công hay chưa. Nếu như gặp bất kỳ khó khăn gì, hãy comment bên dưới để Nhi có thể hỗ trợ được cho các bạn nhiều hơn nhé. Như mọi người thấy ở đây là có một tô đậu nành rất là lớn. Đậu nành có rất nhiều công dụng và đặc biệt là tốt cho sức khỏe của tim mạch. Với nguyên liệu chính là đậu nành, Nhi sẽ giới thiệu cho các bạn món bánh đậu nành nướng. Và món bánh ngày hôm nay vẫn đạt được 3 tiêu chí của chương trình: nguyên liệu dễ tìm, chi phí thấp và đương nhiên là bảo bổ cho sức khỏe. Nhi xin giới thiệu các nguyên liệu cần dùng như sau. Không thể thiếu đó chính là đậu nành. Tiếp theo đó chính là đậu xanh cà vỏ, bột năng và bột gạo, bơ lạt, nước cốt dừa, sữa đặc. Đầu tiên trong món bánh này, Nhi sẽ luộc đậu xanh. Trước luộc, Nhi sẽ cho một chút muối. Cho hỗn hợp này, Nhi sẽ sử dụng 700ml nước đậu nành, 200g đậu xanh đã được luộc chín, 120g bột gạo, 100g bột năng, 350g đường. Nhi dùng khoảng 100g sữa đặc. Nhi sẽ cho khoảng 3 muỗng rưỡi, 100g bơ lạt, 300ml nước cốt dừa và cuối cùng là một chút muối, một tí xíu thôi, và hương vani. Ok, và đây là sản phẩm sau khi xay đồ của chúng ta. Nhi sẽ lược qua một cái rây thật là mịn. Này vô cái khuôn nướng. Ở trong khuôn này á, Nhi đã có lót sẵn một cái phần giấy chống dính để khi mà bánh chúng ta nguội á, chúng ta lấy ra cũng dễ dàng hơn. Chúng ta phải thật cẩn thận đưa bánh vô lò. Một món mà nãy giờ chắc cũng đang thắc mắc á, là không biết Nhi dùng tắt cho cái gì phải không? Thì bây giờ Nhi sẽ chỉ cho mọi người làm món dâu u tắt tươi. Trong thời gian chờ chiếc bánh này chín, mình chỉ cần có 5, 10, 15, 20 phút tùy vào cái định lượng nhiều ít của mọi người thôi, chứ thao tác ở đây rất là nhanh. Sau đó mình sẽ để cái món này vô trong tủ lạnh và ăn kèm với bánh nướng sau nhé. Nhi sẽ làm đường caramel trước. Đường caramel khi nấu chúng ta không khuấy nhanh. Nếu như mọi người muốn khuấy, chúng ta khuấy lúc đầu vô khi mà đường chưa sôi, và để trong lửa nhỏ cho đường cháy từ từ lên. Nếu như các bạn khuấy liên tục á, đường caramel sẽ bị lại đường vón cục trong cái muỗng của mình, thì nó sẽ không ra được caramel nữa. Khi nó mới bắt đầu ngả sang màu hơi vàng thôi là Nhi sẽ cho tắt vô luôn. Vì tắc chứa rất là nhiều vitamin C và là thuộc vô họ trái cây có muối, nên là sẽ giúp cho chúng ta tăng sức đề kháng. Và chúng ta sẽ để hỗn hợp tắc này cho trong tủ lạnh. Ok, và bây giờ là phần sữa chua. Thì Nhi sẽ dùng 210g đường. Chúng ta cũng có thể cho thêm lá mint để tăng cái hương thơm. Khuấy tiếp.
3 muỗng canh nước cốt tác. Mọi người thấy là hỗn hợp chúng ta đặt liền luôn, đặt sệt liền ngay lập tức. Đó chính là sự vi diệu của axit khi gặp kèm sữa. Ok, đẹp quá nè, dẻo quẹo thơm ngon luôn. Và chúng ta đã hoàn thành món ăn này. Không ngọt quá không? Mà nó đã ghê, nó mềm ha. Mình cái này là đậu nành hả? Trời đất ơi, hay vậy ta. Để em nghe luôn. Em nghe mùi vị của nó rất là rõ luôn á chị. Vậy hả? Dạ vâng ạ. Đậu nành em sử dụng là uống thôi chứ bánh thì em chưa ăn á. Đây là lần đầu tiên ăn bánh này luôn á. Vậy đây là cảm giác là mới lạ. Dạ đúng rồi. Phải không? Đây có một cái ly gì nữa nè. Thấy em trước đi. Em dùng ha. Nó lạ kinh khủng luôn á, cái này kiểu chua chua. Chua chua. Gu em luôn. Đúng gu luôn. Dạ vâng, em rất là thích mấy cái đồ mà chua chua. Tôi là chinh phục được cả nam cả nữ luôn á. Cái này sẽ có sữa tươi, giống như vậy, sữa tươi, sữa chua, một ít việc tắc. Tắc. Dạ vâng. Chính xác. Thì đây á, cái món này là như là nó là vô ung tươi. Cái này mình có thể làm và ăn liền luôn chứ không cần hậu 6 đến 8 tiếng như là các loại sữa chua mình ăn. Cái này em nghĩ là món này rất là nhiều bạn nữ thích á. Ồ, đẹp da đúng không? Rồi. Mà còn là tăng cường sức đề kháng nữa. Không cần đi tập gym luôn. Vâng. Vậy em sẽ liệt kê món này vào trong danh sách ăn uống của em hàng ngày quá. Mình nên ăn mỗi ngày một chút vừa phải thì sẽ là luôn tốt. Đó. Nhưng mà chị Nhi cho em hỏi là nếu mà mình làm cái bánh như vậy có dễ làm không? Và nó có mất nhiều thời gian không ạ? Để biết xem bánh này có dễ làm hay không, mọi người hãy bấm subscribe ở dưới nhé. Và nhớ review coi lại chương trình ngày hôm nay để biết chi tiết hơn về cách làm bánh này nha. Chi. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người.